Nút giao ngã tư phố Hàng Vải, giao cắt với phố Hàng Gà, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cột đèn tín hiệu nghiêng sắp đổ, chưa bóng đèn không chụp, không hoạt động, chiếm diện tích vỉa hè. Cái này thì là thật ra là ở đây 3 năm nay thì nó làm đây không hoạt động, nó vẫn bình thường như thế này thôi. Thường thì giờ không cao điểm thì bình thường, nhưng mà đến giờ cao điểm thì đâm nhau xiên xẹo này, không có đèn, rất là bất chắc luôn, rất là tắc. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội, việc sửa chữa, bảo trì, duy tu cho hoạt động đèn hay không là trách nhiệm của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội. Còn lực lượng Cảnh sát Giao thông chỉ phụ trách phần tín hiệu điều khiển sao cho phù hợp với lượng người lưu thông, tránh ùn tắc. Nút đèn giao thông đó tùy từng thời điểm và tùy từng giai đoạn. Có những thời điểm thì cái việc hệ thống nút đèn giao thông đó chưa thực sự cần thiết thì bên Sở Thông Vận tải cũng như phối hợp cùng Công an thành phố xem xét nghiên cứu để có thể điều chỉnh. Có những nút thì tạm thời dừng hoạt động và có những nút khi mặc dù là có thể là tạm thời dừng hoạt động nhưng chưa thể gỡ bỏ ngay mà sẽ để phục vụ trong những cái điều kiện, những cái khoảng thời gian, những cái sự kiện cần thiết. Tuy nhiên, câu chuyện chúng tôi muốn đề cập ở đây là tại sao giữa phố cổ Hà Nội vẫn tồn tại những cột đèn chết. Nếu nó không hiệu quả thì nên tháo đi, trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Không những thế, những cột đèn tín hiệu mà phải dùng dây thép để buộc, nhem nhuốc, bẩn thỉu, dây điện hở như thế này thì cũng nên tháo dỡ cho đảm bảo an toàn, tránh hở và gây tai nạn về điện. Đồng thời, tránh mất mỹ quan đô thị.